Vì vậy, các bác sĩ lưu ý nếu trẻ đã nhiễm virus adeno mà môi trường sống không vệ sinh, độ ẩm cao thì có khả năng bội nhiễm, tức là bệnh chồng bệnh, trẻ sẽ mắc thêm một hay nhiều vi khuẩn virus mới bên cạnh bệnh lý chính. Trong những tác nhân gây bội nhiễm thì có hai tác nhân có thể ngừa được là tiêm vaccine phế cầu và cúm. Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm nếu nghi ngờ có bội nhiễm để bác sĩ có hướng điều trị và xử lý kịp thời. Trung bình mỗi tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn ghi nhận hơn 1.000 trường hợp có dương tính với virus adeno. Tại Hà Nội, chỉ có một số bệnh viện sắp xếp khu vực riêng để điều trị trẻ nhiễm virus này, với các triệu chứng chung thường là viêm phổi, viêm phế quản. Thời gian bé bị thì là sốt rất là cao và mau cơn, uống hạ sốt thì đáp ứng rất là kém. Kèm theo thì bé nôn nhiều, kèm bé ho nhiều thì có chẩn đoán cả viêm phổi do adeno nữa. Thực tế, khi trẻ nhiễm virus adeno, sức đề kháng bị giảm sút. Khi đó, những virus vi khuẩn khác có cơ hội xâm nhập, làm tình trạng nặng thêm. Vì vậy, điều quan trọng là nâng cao sức đề kháng cho trẻ, từ đó hạn chế nguy cơ bội nhiễm, tránh biến chứng. Trẻ thì tiêm vaccine đầy đủ theo lịch tiêm chủng của quốc gia. Ngoài những cái biện pháp nói chung là tăng cường sức đề kháng rồi vệ sinh các thứ thì có thể sử dụng đi giả vi khuẩn để giúp cho tạo cái hệ miễn dịch tại chỗ, đặc biệt là đường hô hấp. Thì cũng điều này cũng góp phần một phần làm phòng ngừa các cái biến chứng bội nhiễm do vi khuẩn gây ra. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo ngoài dinh dưỡng hợp lý thì cần lưu ý đảm bảo cho trẻ sức đề kháng hô hấp tốt. Đặc biệt với thời tiết giao mùa như hiện nay, khi chăm sóc trẻ cần lưu ý giữ ấm khi ra ngoài trời, nhưng không nên mặc quá ấm trong nhà, nhất là với trẻ hiếu động. Nếu bị toát mồ hôi mà thấm ngược trở lại cơ thể thì vẫn có nguy cơ nhiễm lạnh dẫn đến viêm đường hô hấp.